Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách kết nối tri thức tuần 23 bài 9 sự tích con rồng cháu tiên. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về tiếng Việt 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa tiếng Việt 4 kết nối Thành Đô Vlog. Sự tích con rồng cháu tiên. Ngày xưa ở miền đất Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sóng trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Bấy giờ ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau kết thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu Cơ có mang đến kỳ sinh. Chuyện thật lạ, nàng sinh ra cái bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra 100 người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bàn với vợ. Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, làng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Con trai vua gọi là Lang, con gái vua gọi là Mị Nương. Khi cha mất thì ngôi được truyền cho con trưởng. Mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vương không hề thay đổi. Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt ta thường tự hào xưng là con rồng cháu tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào, theo Nguyễn Đồng Chi. Miền đất Lạc Việt, miền đất mà người Lạc Việt sinh sống chủ yếu thuộc Bắc Bộ nước ta ngày nay. Phong Châu, tên gọi một vùng đất cổ nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Đồng bào có nghĩa là cùng một bọc, cùng một bào thai. Những người cùng giống nòi, cùng đất nước. Các em sử dụng từ điển để tìm nghĩa của các từ khôi ngô, tập quán. Khôi ngô, ý nói về vẻ mặt sáng sủa thông minh, thường nói về nam giới còn trẻ tuổi. Tập quán, thói quen hình thành từ lâu và đã trở thành nếp trong đời sống xã hội của một cộng đồng dân cư được mọi người công nhận và làm theo. Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1, Lạc Long Quân và Âu Cơ được giới thiệu như thế nào? Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân, thần mình rồng thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sóng trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Bấy giờ ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Như vậy Lạc Long Quân được giới thiệu. Ở miền đất Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân, thần mình rồng thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sóng trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Âu Cơ được giới thiệu. Ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Lạc Long Quân được giới thiệu. Ở miền đất Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân, thần mình rồng thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sóng trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Âu Cơ được giới thiệu. Ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Câu 2. Chi tiết Âu Cơ sinh bọc trăm trứng muốn nói điều gì? Chi tiết Âu Cơ sinh bọc trăm trứng muốn nói người dân Việt Nam đều được một mẹ sinh ra. Có nghĩa là cùng được sinh ra từ một bào thai. Đều có chung nguồn cội, đều là anh em một nhà. Điều đó biểu tượng sâu sắc cho sự đoàn kết dân tộc của nhân dân ta. Câu 3. Theo em, cách giải thích nguồn gốc của người Việt là con rồng cháu tiên nói lên điều gì? Theo em, cách giải thích nguồn gốc của người Việt là con rồng cháu tiên nói lên dòng dõi của chúng ta là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, dòng dõi của những vị thần tiên cao quý.
Các dân tộc trên đất nước Việt Nam có chung nguồn cội, vì vậy chúng ta phải biết đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Câu 4. Dựa vào sơ đồ dưới đây tóm tắt lại câu chuyện. Các em tóm tắt theo trình tự. 1. Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau kết duyên vợ chồng. 2. Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. 3. Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ. 4. Các con của họ. 5. Tên gọi con rồng cháu tiên. Rồi các em tham khảo. Ngày xưa ở miền đất Lạc Việt có vị thần mình rồng gặp gỡ và kết duyên cùng nàng tiên Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Ít lâu sau, Âu Cơ mang thai và sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con hồng hào đẹp đẽ khỏe mạnh như thần. Một thời gian sau, Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ cho 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau. 100 người con ấy sau này trở thành tổ tiên của người Việt. Người con trưởng theo mẹ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Về sau, người Việt ta tự hào xưng là con rồng cháu tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào. Câu 5. Câu ca dao dưới đây có liên quan thế nào đến câu chuyện này? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. À, giỗ tổ ở đây chính là giỗ tổ Hùng Vương. Hùng Vương là nhân vật trong câu chuyện Sự Tích Con Rồng Cháu Tiên, là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Câu ca dao là lời nhắc và thể hiện sự tưởng nhớ của nhân dân về ngày giỗ tổ Hùng Vương, người có công dựng nước. Rồi, các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.